Bộ Quốc phòng Nga ngày 27 tháng 8 cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành đòn tập kích bằng tên lửa dẫn đường tầm xa phóng từ máy bay nhằm vào sân bay gần làng Pinchuki ở Kiev. Nhiệm vụ của cuộc tấn công đã hoàn thành, mục tiêu được chỉ định đã bị đánh trúng. Vị trí cụ thể của sân bay không được công bố. Làng Pinchuki ở phía nam thủ đô Kiev của Ukraine có ít nhất 3 sân bay nằm tại khu vực lân cận, trong đó có một căn cứ triển khai nhiều tiêm kích hạng nhẹ MiG-29. Cùng ngày, hệ thống phòng không của quân đội Nga đã bắn hạ 2 máy bay chiến đấu Su-25 của không quân Ukraine, đánh chặn 9 tên lửa HIMARS và 30 máy bay không người lái. Không quân Ukraine xác nhận oanh tạc cơ chiến lược của Nga đã phóng 8 vật thể về phía nước này, trong đó có 4 tên lửa hành trình tầm xa. Giới chức Ukraine đã phát báo động phòng không toàn quốc. Cơ quan quân sự thủ đô Kiev nói rằng các lực lượng phòng không đã tham chiến ở ngoại ô thành phố, nhưng không cho biết có thiệt hại dưới mặt đất hay không. Trước đó, Ukraine cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thành công vào một sân bay quân sự của Nga ở thành phố Kut.